khoảnh khắc đôi mắt nhíu lên. Tại sao vậy? Khiến em trong lòng rùi mình. Tại sao? Nhưng thời gian vốn cứ trôi đi, bao lần em đều bước về anh, chờ anh bước về em những tại bước sao? Còn lại những câu. Em cố gắng đi thật nhiều. Nhưng nhẹ nhàng xóa mất tên em, chạy theo những giấc mơ em. Thấy sao? Tại sao đối xử với em như không vậy? Còn em ở trong anh và em cũng là một cặp hay sao? Cứ em ở lại thêm chút, em đừng đi, đừng đi, ở lại dù một giây. Bình yên đó anh giữ trong veo như màu mây, anh thấy là đôi mắt thấp thoáng đâu đó những buồn vui. Nơi đây em giờ sao, anh vẫn vậy, em giờ sao? Lời nói không thể nào biện minh cho hành động sai trái của mình được. Một người đã từng bỏ rơi con mình, cho dù với bất cứ lý do gì cũng không đáng được tha thứ.